Nhà mọi người, hôm nay mình sẽ cùng nhau chia sẻ là cách đặt tên cho trẻ sao cho nó hợp lý. Đó. Cái việc đặt tên cho trẻ thì trẻ nào cũng phải được đặt tên hết đúng không? Trai gái gì cũng phải đặt tên hết, nhưng mà bố mẹ cần phải đặt tên như thế nào để cho, vì cái tên nó đi kèm theo trẻ cho tới cuối cuộc đời, nên là bố mẹ cần phải đặt cái tên sao cho nó hợp lý nhất. Đó. Nó không gây ra cái sự phản cảm là một, nó phù hợp với cái giới tính của trẻ là hai, đó. Nó phù hợp với lại cái hoàn cảnh lúc đó nữa. Đó. Nhiều bố mẹ là sẽ lấy tên phát triển viên mà Hàn Quốc á, đặt tên cho con mình. Đó. Một số mẹ, bố mẹ nữa là đặt những cái tên mà nó rất rất là dài nha mọi người. Đó. Nó phân, nếu như mà ghi ra giấy là phải hơi hòn. Còn một số mẹ là sẽ đặt những cái tay mà như con gái, nhưng mà đặt tay nó hơi hướng qua cái tính con trai, dễ gây nhầm lẫn trong quá trình mà trẻ đi học, dễ bị các bạn chạm. Con gái con trai cũng vậy, đặt cái tay nó hơi kiểu điệu một xíu, nó dễ gây ra cái sự mà tự ti cho trẻ khi mà bị bố, khi mà bị bạn bè trêu chọc đó, trong quá trình mà đi học. Vì những cái tên mà như vậy thì nó dễ lòng cho các bạn chú ý, và những cái tên mà gây chú ý nữa, đặc biệt những cái tên mà gây chú ý, những cái tên mà gây chú ý, ví dụ như cái tên mà nó quá phô trương đi đó, thì cũng sẽ gây chú ý trong cái giai đoạn mà trẻ đi học, dễ bị các bạn trêu chọc nữa. Một phần nữa là bố mẹ cần nên rút kinh nghiệm. Trong cho bản thân mình nên đặt tên cho trẻ ở trong cái khoảng giữa của cái bằng chữ cái á, thì cái mức độ mà trẻ kêu lên vào bài nó sẽ ít hơn là những bọn mà ở đầu sổ hoặc là cuối sổ. Đó. Những bọn ở đầu sổ hoặc cuối sổ thì theo kinh nghiệm của mình thì sẽ bị giáo viên kêu lên vào bài rất là nhiều lần đó, so với những bọn mà ở giữa. Đó. Những bọn ở đầu thì ở cuối thì dễ gây cho sự chú ý của giáo viên trong quá trình mà giảng dạy á, sẽ dễ kêu nhiều hơn là những bọn mà ở giữa. Cho nên là khi mà bố mẹ đặt tên á, thì cần phải lưu ý, thứ nhất là phù hợp với giới tính của trẻ đó, thứ hai là phải phù hợp với cái hoàn cảnh sau hơn hiện tại đó, thứ ba nữa là các mẹ nên đặt tên cho con nó phù hợp đó. Nó không có quá phô trương khuếch đại. Khi mà đặt tên cho con thì còn bố mẹ còn phải lưu ý những cái vấn đề như vậy đó. Cái với lại cái độ dài của cái tên á, cũng nên không phải là quá dài nha mọi người, đừng nên quá dài, vì trong quá trình mình ghi chép á, nó sẽ cũng dễ dẫn tới cái quá trình mà sai sót, mà cái tay mà nó sai trong quá trình mà thi cử thì nó rất là nguy hiểm nha mọi người. Cho nên là mình cần phải đặt những cái tay mà cho nó cái độ dài nó phù hợp, nó vừa phải thôi đó. Ba hai âm, ba âm, dài nhất là khoảng 4 âm là được rồi. Đừng có nhiều quá, nhiều quá thì tải nó ghi nhiều lúc nó sẽ dễ bị nhầm lẫn đó. Trên đây là cái vấn đề mà đặt tay cho trẻ. Cảm ơn mọi người đã coi video của mình nhé. Bye bye.